Alo. Đây là cái bảng theo dõi số ml hàng ngày mà bé uống được nha. Cột này là cái cột ghi ngày thứ nè, có ghi là thứ mấy thì các bạn điền vô thứ mấy, ngày bao nhiêu đó ha. Rồi, ở trên này các bạn có thể nốt là bé hiện tại là đang bao nhiêu tháng ở trên này nha. Còn đây là giờ, 0 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Đó, mẹ Gấu có ghi giờ đó. Mình chừa hai dòng để ghi nha. Dòng trên á thì là ghi AM là ban ngày, còn dòng dưới là PM. Ví dụ như là 0 giờ đêm á thì bé bú được 100ml thì ghi vô đây. 7 giờ sáng thì ghi ở dòng trên ha, mà 7 giờ tối thì ghi ở dòng dưới nha. Hai cái cột cuối này là tổng. Cột này là tổng buổi, còn cột này là tổng ngày. Tổng buổi thì nó sẽ có hai dòng, dòng trên và dòng dưới. Tức nghĩa là buổi trưa bé bú được bao nhiêu cộng lại để đây. Buổi chiều tối bé bú bao nhiêu cộng lại đây. Tổng total ở đây là ngày, là bằng hai cái này cộng lại với nhau nha. Hai cái này cộng lại với nhau là ra tổng ngày nha. Rồi đó, đây là cái bảng mà các bạn có thể theo dõi và biết được là mỗi cữ con mình cố định uống được bao nhiêu, và nhờ cái bảng này các bạn sẽ lên được một cái lịch ăn cho con, và các bạn tăng lượng sữa bú cho con.